Thì xe ôm đầu vào xã Hữu Liên này. Có đoàn này đi theo đoàn này. Đây anh ơi. Anh đi xe nào đây? Đây anh ơi. Đây xe là sao không còn ơi. Thì xe ôm vào vào Đồng Lâm. Chuẩn bị đi xe ôm à. Vào Đồng Lâm mà ô tô thì đỗ ở ngoài đấy rồi. Ô tô không vào được tận trong kia. Xa quá rồi. Phải đi một chặng là xe ôm nữa. Danh thắng Đồng Lâm nha, cái biển Đồng Lâm. Con nào không? Mẹ đang chuẩn bị đi này. Mẹ đây đi. Không nên đổ một phát. Đúng rồi. Công đang tổ phát là quần thì nguy hiểm. Nha, đã uống bé nha không vậy? Chưa đi à nhỉ? Nổ tốn xăng này. À, ok, không sao đâu. À. Không vấn đề đâu. Rồi, tổ phát đâu? Tổ phát đâu? Bắt tôi ra. Hôm nay là chủ nhật cho nên là khá là đông khách ấy. Ô tô đỗ ở đây rất là nhiều. Mà chị lại mang cả loa đi cùng này. Đi theo mạng đấy, không biết là đi theo đoàn xe một tí nào. Để lấy cái chống lung đi cùng với quên mất. Suối này trong đấy nhỉ. Mình ở đấy ở Ngọc Bích đúng không chú nhỉ? Không, ở trên Tràng Định. À, không nghĩ là mình ở hôm tây à? Là mình lấy mình chú ở Ngọc Bích ở đấy. Các chị ấy dẫn đấy, chẳng biết được. Chị thế là mình vừa mới từ xe đi vào thẳng vào đây luôn hả? Ừ. À, chị ấy là bạn với trưởng đoàn đúng không? Vâng. Chị thành viên là chưa tìm hiểu. Con tưởng là chú là cái đoàn đang ở bên hôm tây Ngọc Bích ý. Phải không? Thì ra là mình vừa mới đến đây là mình chấp thẳng đây luôn. Đúng rồi. À vâng. Đội quy di chuyển này. Đường này đẹp hơn. Ờ, nắng khô rạo rồi. Đi là cái đường này.
chưa những bánh lạ đấy. Đây rồi á. Bao quả được chưa đi ở đường trên núi trên đồi. Nhưng mà người ta cắm cái chỗ kia là người ta cắm trại à? Ờ, cháu cũng chả rõ lắm. Cháu nghề mẹt cho vậy chơi. Và cuối tuần bác Huyền nhờ đi thì con đi hộ. Là cuối tuần mẹt nó chơi với bác thì bác nhờ thì đi xe vào. Để chưa đi được cái kia yêu chơi. Như sân gôn ấy. Đây thôi đúng không? Xong rồi ai chèo thuyền thì chèo thuyền. Đây khu vực để chèo thuyền đây. Ngựa, ai cưỡi ngựa thì xin cưỡi ngựa. Đây rất là nhiều ngựa nhá. Tiếp xe không thả lên thuyền luôn được. Đi bộ vào đây tầm đi xe máy tầm bao nhiêu cây cháu nhỉ? Tầm một cây. Chị đôi.